Đang ăn thì bé cuốn bỗng nằm bất động, khiến con sen khóc hoảng và cái kết cảm lạnh. Từ clip ghi lại có thể thấy, chú cuốn nhỏ đang ăn thì bỗng nằm im bất động ngay trong cái bát của mình. Cùng với đó là tiếng khóc thương của con sen khi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với bé cuốn nhỏ tội nghiệp. Vừa khóc vừa dùng tay mà lay nhẹ người bé xem còn sống hay không. Và cái kết. Trời ơi! Làm sao vậy? Ủa? Chuyện gì mà khóc lóc dữ vậy Sen? Em ngủ quên xíu làm gì căng dữ vậy? Con sen tím mày khóc không thành tiếng vì tưởng em cuốn ăn trúng thức ăn có độc cái ngủm củ tỏi rồi. Ai ngờ đâu đang ăn thì ngủ quên mọi người ạ. Quá bất ngờ trước màn ngủ gật có 102 của bé cuốn khiến cộng đồng mạng được một phen quay xe. Ủa rồi đang ăn tự nhiên tắt nguồn ngang vậy trời, làm người ta khúc đầu cảm động cho đến khi xem đến cuối cái cảm lạnh ngang. Nếu một ngày đẹp trời mà thấy chú cuốn của bạn bỗng nằm im bất động không hiểu lý do thì đừng vội khóc như con sen này nha. Vì thực chất chúng đang ngủ chứ không phải đang sốt đâu ạ. Cảm ơn các bạn vừa xem xong video của Golden, kênh thú vị và hấp dẫn nhất trong cộng đồng yêu thú cưng Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi chúng mình ở video sau nha.